xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ băng tần 7.8 để theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Trong phần 1 của chương trình thì thầy trò chúng tôi đã cùng nói về các loại nghiệp báo và những ví dụ của nghiệp báo. Vậy thì thưa thầy, nếu như mà mình làm một việc mà mình không cố ý thì mình có phải lãnh nghiệp báo của việc đó không thầy? Cảm ơn cô Diệu Nguyện. Theo cái giáo lý mà nhân quả nghiệp báo đó, thì nếu một cái hành động mà không có tác ý đó, tức là dê tà ná, thì không có phải là cái nghiệp mà phải mà đã không tạo nghiệp thì đương nhiên là không có chuốc lấy cái quả báo. Thì có một câu hỏi mà người ta đặt ra là tại sao Phật giáo chủ trương rằng có sự hành động mà không có người hành động, có tri giác nhưng mà không có người tri giác, có thức nhưng mà không có người ý thức. Như vậy là ai là cái người mà tạo nghiệp, ai là cái người trả nghiệp? Thì ở đây chúng ta biết là tác ý, tức là như khi nãy chúng tôi thưa đó, tiếng Phạn là jitana, là có cái ý muốn, là có cái động cơ để mà nó thôi thúc làm cho thân, làm cho khẩu này nọ, làm cho ý có những cái hành động. Chẳng hạn bây giờ nó thôi thúc mình, cho nên nó mình phải giết người, mình phải cướp của, mình phải hiếp dâm, mình phải trộm cắp vân vân. Hay chả là có cái ý mà nó thôi thúc, cho nên nó làm cho mình có cái động cơ phải đi làm những cái việc từ thiện, cứu người vân vân và vân vân. Đó là những cái động cơ mà ngoài cái mà gọi là Satana, thì không có cái kẻ gọi là tạo nghiệp. Rồi cái thọ, tức là cái cảm giác, tức là Vedana, là cái kẻ gặt cái quả. Chứ còn ngoài hai cái tâm sở, tức là tác ý và thọ, thì không có cái người gọi là tạo nghiệp, mà cũng không có người mà thọ nhận cái hậu quả. Thì ở đây có một lần chúng tôi đã thưa trong rất nhiều kinh, nói ví dụ như một cái cây mà nó ra hoa rồi nó cho cái quả, thì nó chỉ có một cái tiến trình như vậy thôi. Chứ còn thực ra ở trong một cái tiến trình là một cái chuỗi thay đổi liên tục, nó không có một cái khoảng khắc mà nó dừng nghỉ. Thành thử ra mình hiểu được cái này thì mình có thể hiểu được cái lý do nào mà ở trong đạo Phật dạy là không có cái người hành động, mà không có người tạo nghiệp, mà chỉ có cái vấn đề gọi là hành động. Mà tất cả những cái đó thì chẳng qua cũng là do những cái khái niệm rồi mình đặt cho nó một cái tên gọi vậy thôi. Thì đây là một cái điều mà nếu mà chúng ta tìm hiểu kỹ về Phật giáo thì chúng ta sẽ không còn có cái sự thắc mắc. Nhưng mà cái câu hỏi của cô Diệu Nguyện rất là hay. Nếu mà mình không có cố ý, mình không có tác ý thì mình không có tạo nghiệp. Chẳng hạn như bây giờ một cái tội gì đó mà nó là vô ý chứ không phải là cố ý, phải không? Thì người ta xử nó khác. Còn nếu mà chẳng hạn như bây giờ một em bé nó còn quá, nó đâu có hiểu gì, nó đạp trong bụng mẹ thì nó đâu phải là tạo tội. Rồi một cái người mẹ chẳng hạn như về sơ ý mà làm cho cái đứa bé trong bụng có những cái giây phút bị ngột ngạt thì vì vô tình, thành thử ra cũng không phải là cố ý, cho nên cũng không có quy kết đó là một cái tội. Dạ thưa thầy, vậy nếu mà một con nít đi mà không có cái sự ước chế hả, thì cái bé đó muốn giành cái kẹo đó rồi đánh em nó hay là đánh cái người bạn ở trong trường đi,
thì cái đó là có tạo cái quả báo gì không? Thường đó thì chúng ta thấy ví dụ như một cái em bé tuổi vị thành mà nó do cái tính khí nó bạo động á, cho nên nó đánh những cái người đồng lớp đồng trường để mà nó giành cái này kia, thì nó có cái nó tùy thuộc vào, nó có cái chú ý chứ, nó tùy thuộc vào cái mức độ của cái tuổi, phải không? Ở tuổi thành niên thì người ta có những cái cách quy cái tội nó khác với cái người đã trưởng thành, có phải vậy không? Mà nó tùy thuộc vào cái hành động cố ý hay không cố ý của cái em bé đó mình mới có thể kết luận được. Và ví dụ như nó sơ ý nó làm một cái điều gì đó thì nó là khác, còn nếu mà nó cố ý để nó tạo ra cái điều đó thì đương nhiên là nó tạo nghiệp. Vậy thì thậm chí là nếu như việc mà mình làm vô tình, con ví dụ như là mình đi xin việc làm đi, thì một người khác cũng đi xin việc làm, có hai người đi xin, thì người đó suýt nữa là sẽ được nhận rồi, nhưng mà vì do mình vào mình xin sau người đó mà mình lại giỏi hơn họ, thì mình lấy đi cái việc làm của họ, mình được nhận vào làm, và cái kết quả là người đó không có income, rồi cuộc sống của họ không có được tốt đẹp. Vậy thì mình có phải nhận quả báo do mình đã làm cho cuộc sống của họ không còn tốt đẹp nữa không thầy? Không có. Bởi vì cô cũng không biết người đó đã xin việc, cô cũng đi xin cái việc thôi. Thật chả là bây giờ người ta đăng một cái quảng cáo, phải không? Nó là cần tìm những cái người thợ hay là những cái người thư ký, thật chả là những cái người chuyên viên nào đó. Thì ai cũng ghi danh. Còn cái quyền để mà chọn người này hay là chọn người kia là thuộc cái ông chủ hoặc giả là cái ban giám đốc đó, chứ không phải là cái người xin việc. Người xin việc không đóng cái vai trò quyết định, phải không? Mà bây giờ ví dụ như có cái ý xấu đi nữa, mình cũng không đóng được, nhưng mà có ý xấu, nếu mà có ý xấu nữa, tôi biết cái người kia họ đã ghi danh để xin cái công việc đó, bây giờ tôi muốn phá họ, tôi ghi danh để mà đuổi cái người đó, thì lúc đó mình mới tạo nghiệp. Còn đằng này mình đâu có cái cố ý để mà tạo cái điều kiện cho cái ban giám đốc hay là một cái người chủ của một cái hãng xưởng nào đó đuổi cô này mà nhận cái việc của mình. Thành thử ra mình không cố ý á, thì không có tạo nghiệp. Đó là nói theo cái phương diện mà về giáo pháp, về nghiệp mà Đức Phật đã khai thị. Kể cả cái việc bây giờ nó quyết định nhận người này hay là không nhận người kia thì nó cũng không nằm ở trong cái vai trò của cái người xin việc, phải không? Hai cô có nghĩ vậy không? Dạ, nó phụ thuộc vào năng lực của mình, phải thì không đúng, thầy? Đúng vậy. Đúng. Dạ, nếu thì mà năng lực mình không đủ thì mình không được. Thì đúng vậy, dạ. Là cũng do cái người đó chưa có đủ cái năng lực, cho nên ban giám đốc họ muốn nhận thì họ cũng, bởi vì họ so hai cái đơn, phải không? Cái đơn người này có trình độ, rồi có cái nghề nghiệp chuyên môn, vân vân. Còn cái người kia thì không có trình độ, cũng không có cái quá trình chuyên môn á, chả là do một cái lý do nào đó, thì cái chuyện đó là không phải là do mình. Và có bao giờ có phải là cái người đó may mắn không, hay là có cái duyên gì đó mà được câu hỏi đó không thầy? Thì thường đó, người ta ở ngoài đời người ta nói dùng cái hên hay xui hay là may mắn, lucky hay là unlucky, phải không? Nhưng mà trong đạo Phật thì không có cái gì nó xảy ra một cách ngẫu nhiên. Nếu mà dựa vào cái vấn đề mà nhân quả nghiệp báo thì cái gì nó cũng có những cái nguyên nhân, mà cái nguyên nhân đó nếu mà không có những cái duyên, những nguyên nhân là cái yếu tố chính, rồi những cái duyên là những cái yếu tố phụ điều kiện đó, thì không có gì nó xảy ra một cách rất là ngẫu nhiên, mà nó là do cái vấn đề nghiệp quả nó chi phối lẫn nhau trong nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là tự nhiên. Chẳng hạn như bây giờ cứ lấy một cái thí dụ, hai cô ngồi làm việc với thầy tại cái đài truyền hình ABC này, không phải là tự nhiên mà ngồi làm việc, nó cũng có cái nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp. Tại sao Việt Nam thầy không biết hai cô mà sang bên này mỗi người một ngã mà gặp nhau ở tại cái đài truyền hình ABC này,
gặp nhau ở tại chùa Điều Ngự này, thì cái điều đó theo lời dạy của Đức Phật là mình đã có cái nhân duyên lành với nhau từ vô lượng kiếp trong quá khứ, đã có bà con, có quyến thuộc với nhau nhiều, chứ không phải là tự nhiên mình gặp ở đây. Mà con thấy là cái người, hai người hay là ba người, bốn người đi mà có nhân duyên á, cái reaction với nhau á rất là dễ dàng. Đúng thầy. Đúng. Giống như dễ gặp nhau phải không? Giống như dự nguyện gặp học nhân, rồi học nhân gặp dự nguyện, người rất là mình rất là hợp ý nhau, đúng không? Nếu mà mình có nhân duyên tốt với nhau thì mình gặp nhau rất là hợp ý với nhau, phải không thầy? Đúng vậy, rất là đúng. Còn nếu mà không có nhân duyên tốt gặp nhau, chưa có quen biết, chưa có đụng chạm gì mà cảm thấy khó chịu, cảm thấy nó thế nào đó. Còn ví dụ có cái duyên lành từ kiếp trước á, cho nên gặp nhau là có thể có những cái cảm nhận rất là dễ chịu, rất là thương mến, rất là tương kính. Còn ngược lại, cảm thấy rất khó chịu, mình không muốn tránh, đại khái vậy. Thì nó cũng có cái nhân duyên, chứ không phải là... con xin cảm ơn thầy với bài học hôm nay. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay. Mỗi câu hỏi hay thắc mắc về vấn đề tâm linh, xin quý vị hoan hỷ liên lạc chùa Đường Ngự 714-890-9513, 714-890-9513 và chùa Diệu Pháp 626-614-0566, 626-614-0566. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhau.